Hôm nay, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn về kỹ thuật thức ăn và chế độ của đàn đại chúng tôi. Về vấn đề thứ nhất là chúng ta cho ăn về thức ăn theo tỷ lệ. Trong này chúng ta sẽ cho ăn 50% cám, còn lại 25% là bắp và lúa. Như vậy trong thời gian chúng ta cho ăn, thì chúng ta cho ăn một ngày 2 lần. Buổi sáng vào 9 giờ sáng, buổi chiều vào 3 giờ. Và chúng ta chú ý ở thời gian buổi chiều thì chúng ta cho ăn đúng giờ, bởi vì thời gian buổi chiều là khi chúng ta đẻ. Và ngoài ra đàn đại chúng tôi cần có đắp ứng cho chim những các vitamin để đảm bảo về vitamin cho chim như sau. Cách thứ nhất là về dinh dưỡng, về vitamin, đó là ABE. Cách thứ hai là chúng tôi cho uống thêm về tăng trọng về trứng, sản lượng trứng, đó là TRA. Cách thứ ba là chúng ta cho uống vitamin B, B complex. Cái thứ tư là chúng ta cho uống về canxi. Thì đối với canxi này, chúng ta có thể là mua ngoài thức ăn gia súc gia cầm, hoặc là chúng ta chế biến như là về vỏ sò, vỏ trứng, chúng ta phơi thật khô và giã xay nhuyễn, chúng ta bổ sung cho đàn chim. Như vậy đối với các vitamin mà chúng tôi vừa giới thiệu, thì chúng ta mua ở tại các tiệm thức ăn gia súc gia cầm. Và chúng ta chú ý trong thời gian chúng ta cho ăn hoặc là uống, thì chúng ta nên để nơi vị trí khô ráo để chúng ta cho ăn hàng ngày. Đặc biệt là trong thời gian chúng ta cho chim ăn và uống các vitamin vừa nêu trên, thì chúng ta cho ăn một hoặc hai ngày, chúng ta cho uống một lần. Như vậy đối với chim chúng ta nuôi lâu dài thì chúng ta cần phải đầy đủ các vitamin. Lúc này chúng ta sẽ thấy được đàn chim chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn và chúng ta duy trì lâu dài hơn. Đó là trang trại của chúng tôi.